Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có một cái ít cái sản phẩm cho video này để giới thiệu với anh chị. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. Và số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình có thể kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái ví thẻ nhỏ nhỏ để anh chị chú bác mình có sưu tầm cái thương hiệu lớn này thì mình có thể mua sưu tầm, hoặc là mình vẫn sử dụng được bình thường anh chị nha. Đó là dạng cái ví thẻ nhỏ được gọn thôi, để mình đựng nem cạc hoặc là đựng thẻ ATM, thẻ này kia gì đó. Chất liệu là da bò của thương hiệu LV, Louis Vuitton ha. Thương hiệu rất là nổi tiếng, cực kỳ VIP trên thế giới luôn. Và cái hiệu này thì có rất là nhiều anh chị dặn em săn hàng, nhưng mà về giá cả của cái thương hiệu này nó rất là cao, cho nên là hiện tại thì em chưa có những cái sản phẩm mà nó VIP hơn, độ mới cao hơn hay là đa dạng hơn ha. Chuyến này thì về được có một cái ví này nhỏ xíu thôi, và hàng đã có qua sử dụng rồi, độ mới khoảng 70-80%. Cái da thì nó màu nâu cam, và trên cái chỗ mấy cái xước vân tâm nè, người ta có sử dụng nó cọ sát á, thì nó bề mặt nó có hơi hơi bị đen. Nhìn vô thì mình thấy là hàng có qua sử dụng anh chị. Và góc cạnh thì nó có sờn nha, có những cái vết sờn góc ở chỗ này. Tổng thể thì không có rách lỗi gì hết đó, và cũng rất là đẹp ha, còn cứng cáp. Ở phía sau lưng có một ngăn nhỏ nè, rồi mình mở ra bên trong thì là có cái người ta dập ở trên da là Louis Vuitton này ha, Paris, và được made in Spain. Hai cái ngăn hai bên này là để mình đựng nè, mình đựng thẻ hai ngăn hai bên này. Bên trong này là cũng là da xước vân tâm luôn, tất cả đều là da bò, nhưng mà nó là cái ví nhỏ xíu thôi. Kích thước của cái ví này thì được là 11 nè, nhân với lại 7 cm. Và em có sạch thử thì nếu mà mình đi mua mới một cái ví thẻ của thương hiệu này với cái chất liệu da xước vân tâm như vậy ha, và những cái ví nhỏ nhỏ như vậy thì nó rơi vào khoảng 300 hay là 400 gì đó euro anh chị. Nói chung là người ta bán giá cực kỳ cao ha, cho nên là anh chị chú bác mình rất là đi săn cái hiệu này, nhưng mà hiện thì em không có những cái sản phẩm khác. Cái này em bán sưu tầm cho mình với giá là 550 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là ví thẻ LV giá 550 cho cái ví này ha. Ví này chỉ đựng thẻ thôi và có độ cũ chứ không mới keng. Ví thẻ LV anh chị nha. Tiếp theo thì em sẽ có một cái set ví này thì em cũng có vừa chụp hình luôn. Set ví của thương hiệu là Agostino. Và cái Agostino này thì em thấy là người ta cũng có sản xuất đồng hồ nữa đó anh chị. Có những cái sản phẩm đồng hồ vintage của thương hiệu này, người ta ghi trên đây là Milano, Renzi, Roma ha, là những cái địa danh của nước Pháp. Cái hộp bên ngoài rất là đẹp luôn, màu xanh ha, và vân là vân kỳ nhông. Cái hộp cực kỳ đẹp, và cái sản phẩm này thì độ mới trên 98%. Mình có thể mua sử dụng hoặc là mua tặng quà hoặc là sưu tầm cũng được luôn, tại vì nó rất là mới ha, còn full hộp. Và em sẽ bán nguyên set nguyên hộp như vậy chứ không có tách lẻ ra. Tại trong đây nó có hai sản phẩm anh chị. Trong đây thì nó sẽ có là hai cái ví. Cái hộp đẹp cực kỳ luôn ha, có hai cái ví như vậy, khi mà anh chị mua về thì nó y vậy ha. Hai cái ví da bò, trên cái hộp bên trong là lót nhung nè. Rồi bên trong cái hộp thì cũng dập y chang như bên ngoài ha, Agostino. Cái ví chính thì em nghĩ nó là cái này. Cái này là cái ví da bò để mà mình đựng tiền nè. Cái form này là form để đựng tiền bình thường ha. Set này là của nam, độ mới rất là cao luôn. Đó, màu nâu đỏ rất là đẹp. Kích thước của ví này thì được là 11 nè, nhân với lại 9 và nhân với lại khoảng 1.5 cm. Logo hiệu thì còn vàng ống như vậy nè. Ở trên đây nó có một vài cái vết rất là nhẹ thôi, nó do mình để tới để lui hai cái ví nó cọ với nhau á, nó rất nhẹ thôi, cũng không đáng kể anh chị ha. Rồi đường may cực kỳ tỉ mỉ luôn. Đây là mặt trước nè, còn này là mặt sau nè. Đó, chưa có qua sử dụng đâu. Rồi bên trong đây, ở trong thì bên này người ta cũng dập cái hiệu, rồi người ta ghi là Italian Leader, hàng da của Ý ha. Và bên đây thì Tucberer gì đó, người ta dập cái này. Rồi bên đây là có nhiều ngăn để mình đựng thẻ nè, mở lên đựng thẻ rất là nhiều luôn. Bên đây cũng có nhiều ngăn đựng thẻ, có hai ngăn để đựng tiền dài, và bên trong này là lót vải. Đó, đẹp lắm, màu cũng rất là sang luôn anh chị nha. Và kèm theo trong cái hộp này là một cái ví đứng nhỏ. Ví này thì mình cũng có thể đựng thẻ được, hoặc là mình xếp tiền xếp làm hai lại thì mình có thể đựng vô đây được luôn anh chị ha. Chất liệu thì nó y chang và thiết kế nó cũng y vậy thôi, nhưng mà nó là dạng nhỏ, cũng có logo như vậy. Rồi mình bật lên thì trong đây có mấy cái ngăn để mình đựng thẻ nè. Ở dưới này người ta cũng dập đầy đủ những cái thông tin như vậy luôn. Bên trong này lót vải, cái ngăn lớn này mình có thể đựng rất là nhiều thẻ, hoặc là mình xếp tiền gọn mình để vô. Đó, rất là nhiều ngăn như vậy nha. Độ mới siêu cao luôn. Cái nhỏ thì kích thước của nó sẽ được là 8 nè, nhân với lại 11. Và set này thì em bán cho mình với giá là 2.500.000. Anh chị chốt giùm em mã là combo ví hộp xanh đi, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình ha, tại vì sắp lát nữa thì em còn một cái combo ví nữa.
ví hộp xanh ha, 2.500.000 cho cái này. Em có một cái combo ví nữa của Valentino, và cái này thì em cũng sẽ bán chung một set luôn, không có tách lẻ nha anh chị. Cái này thì không có còn hộp, nhưng mà nó là chung một cái thiết kế luôn, cho nên là em bán chung ha, để anh chị nào mình có sử dụng thì mình xài chung, và lưu ý không bán lẻ anh chị nha. Đây em có một cái cặp ví như vậy, một cái ví ngắn và một cái ví đựng móc khóa anh chị ha. Đầu tiên là cái ví ngắn gấp, cũng với cái thiết kế nó rất là đơn giản basic luôn. Ví này thì dành cho nam mà, có cái tag Valentino ở đây anh chị nha. Cái sản phẩm này thì không có hộp, nhưng mà nó cũng còn mới, độ mới trên 95-98%. Màu rất là đậm đầm và đẹp luôn, chất liệu da bò, đường may thì cực kỳ tỉ mỉ như vậy ha. Bên trong thì có cái tag là Valentino Garavani, và cái em xạch thử thì cái Valentino Garavani này nè là cái dòng mà nó đắt đỏ nhất của Valentino đó anh chị. Cái logo của họ sẽ là cái logo mà chữ V nó lồng dưới cái chữ bên đây nè. Đấy, nó sẽ là cái logo này. Trên từng cái ngăn mà người ta đựng thẻ thì người ta có để cái thẻ demo cho mình. Cái thẻ này là của hãng luôn, người ta demo từ đầu luôn ha. Ngoài ra thì trên cái ví thì không có ghi là sản xuất tại nước nào, chỉ có dập hiệu là Valentino thôi, và nó rất là mới. Kích thước của cái ví đựng tiền thì được là 11 nè, nhân với lại 9 cm, 11 nhân 9 anh chị nha, và nó rất là vừa để mình xài luôn. Rồi kèm theo đó là một cái ví để đựng thẻ cũng của Valentino luôn, cùng cái chất da, cùng màu da đó luôn. Thế là cùng một hộp, em nghĩ là nó cùng một hộp với cái ví này nè, nhưng mà nó mất cái hộp á anh chị. Đó, đẹp như vậy nè anh chị ha, rất là đẹp xịn luôn. Mới ken, ví này đựng móc khóa. Size là 10 nè, nhân với lại 6 cm. Mở ra thì ở trong nó là như vậy. Ở trong cũng có dập hiệu là Valentino Garadini, và có mấy cái móc khóa chỗ này ha. Mấy cái ngăn bên trong đều là lót da hết và không có vấn đề gì hết. Độ mới cực kỳ cao luôn. Tuy nhiên cái này không có hộp, nhưng mà là cái thương hiệu lớn nha. Và set này em bán cho mình với giá là 2.6 triệu. Anh chị chốt giùm em mã là combo ví Valentino giá 2.6 triệu. Và em sẽ bán chung combo, không bán lẻ anh chị nha. Cái này thiếu cái hộp thôi. Khi mà em gói cho anh chị thì em sẽ gói rất là đẹp để anh chị có thể tặng quà ha. Đó, cái này thì 2.6 triệu, thương hiệu này thì mình dễ bắt gặp nó hơn, mình dễ biết nó hơn. Còn cái thương hiệu kia thì mình ít gặp, nhưng mà nó cũng rất là xịn, da cực kỳ chất luôn. Em còn một cái ví da bò cho anh chị mình chỉ mua xài thôi, mình không có cần phải đắt đỏ quá, thì em có cái ví này. Ví này thì là da bò xước vân tâm cực kỳ đẹp luôn, của thương hiệu là David Bizot của Italy anh chị ha. Thương hiệu của Italy nhưng mà cái này được sản xuất tại Trung Quốc. Độ mới cái này khoảng được 88-89%. Bên ngoài thì cực kỳ đẹp như vậy, mặt trước mặt sau rất đẹp, có hai cái ngăn để mình đựng tiền như vậy ha. Đó, có cái tag là Made in China trong nhỏ xíu trong đây. Nhưng mà nó cái phần cũ nhất nó nằm ở chỗ cái cốp nhỏ này. Bên ngoài thì mình nhìn thấy có vài vết sờn nè, khi mình bật ra thì chỗ này nó có sờn hai bên này, và trong này thì người ta lót phun sơn. Hiện tại thì cũng vẫn bình thường, không có gì hết, đó cũng là phun sơn khô thôi. Nó có hai cái vết sờn hai bên đây, có các cái ngăn đựng thẻ cho mình, rồi ngăn đựng tiền dài. Ví này thì nếu mà mình mua sử dụng thì quá ok ha, còn mua tặng thì mình chọn một trong hai cái set kia. Kích thước là được 11.5 nè, nhân với lại 9 cm. Cái này em đang khuyến mãi còn là 750.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là ví da nâu 750 cho cái ví này. Đó là một vài cái ví cho cái video này. Tiếp theo thì em sẽ có một cái gói xay cà phê, còn gì bán đó anh chị ha. Qua lễ thì chắc là em sẽ có về rất là nhiều hàng luôn. Và hôm trước anh chị nào mà chưa có mua được khăn á, thì qua lễ thì em cũng có về thêm nữa, cho nên là anh chị cứ chờ những cái video mới của shop em ha. Em có một cái cối xay cà phê. Cái cối xay cà phê này thì nó sẽ to ha, cái cối này là cối to. Trên đây người ta có ghi chữ là hand coffee mill, tức là mình xay tay đó. Cái này là cái cối xay cà phê ghi chữ là Sico. Đó, cái này thì dạng mình có thể đi co trang trí hoặc là mình sử dụng bình thường anh chị nha. Độ mới khoảng 85%, hàng second hand chứ không phải là hàng mới ken, nhưng mà rất là đẹp luôn, mình xài vô tư. Size chiều cao lên là được 21 nè, cái cạnh của nó là được 12. Có cái hộc tủ đây, hộc tủ này thì người ta có size rồi ha, trong đây có những cái bã cái cà phê cũ trong đây ha. Gỗ và người ta sơn màu đen lên. Người ta chỉ có một cái tag chỗ này thôi và không có ghi thêm cái xuất xứ hay là gì hết. Cái đáy đây, rồi cối đồ này kia, nói chung là nó chỉ dính bụi thôi, và hàng có qua sử dụng vẫn xài được bình thường. Cái này thì em sẽ khuyến mãi cho anh chị với giá là 700.000. Anh chị chốt cho em mã là cối xay cà phê C25, giá là 700 anh chị ha, giá khuyến mãi là 700.000 C25 cho cái cối này.
hoặc là mình cứ chụp cái màn hình giùm em như vậy là được anh chị. Tiếp theo thì em sẽ có một cái gói này là của thương hiệu Calita. Calita thì rất là nổi tiếng rồi. Calita với cả Hario là hai cái thương hiệu mà nếu mà mình gặp, mình muốn mua những cái dụng cụ mà bổ trợ cho cái việc cà phê đó thì mình sẽ gặp hai cái thương hiệu này. Có cả cối xay, có cả bình pha cà phê, siphon hay là ly thủy tinh gì đó, rất là nhiều luôn. Và đây là một cái cối của thương hiệu Calita và cái thiết kế nó hiện đại anh chị. Thiết kế hiện đại và độ mới cao là trên 88-89%. Mẫu này thì không khó để anh chị tìm mua ở trên những cái trang thương mại điện tử đâu. Thì dĩ nhiên là giá nó cũng cao anh chị ha. Calita này là thương hiệu của Nhật và riêng cái cối này thì được Made in Việt Nam, đã được sản xuất tại Việt Nam mình, hay người ta ghi dưới đây độ mới cao nha, nhưng mà cũng có những cái xước xát nhất định rồi, người ta cũng có xài rồi anh chị. Rồi khi mà mình xay xong thì mình vặn vặn nó ra như vậy. Ở trong đây thì nó ít thôi nha, mỗi lần xay được ít cà phê thôi đó. Cái cối đây mà mở chỗ này ra thì để bỏ cà phê vô để mình xay nè. Rồi trên đây thì người ta cũng dập Calita luôn, rồi cối xay 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 như vậy. Rồi cái này thì nó đơn giản, mình mở ra thành được hai món như vậy thôi. Giá của cái này đang khuyến mãi là còn 600.000, anh chị chốt giùm em mã là cối xay cà phê số 2 giá 600, hoặc là mình có thể chụp giùm em màn hình ha, giá 600.000 cho cái cối này là giá đang khuyến mãi đó anh chị. Rồi thêm một cái cối nữa mà em muốn giới thiệu trong video này là cái cối này thì nó bằng kim loại. Anh chị nào mà không thích gỗ hoặc là mình ở những cái vùng miền mà có khí hậu nồm rồi đó thì mình sợ cái gỗ nó bị này bị kia thì mình lấy cái này đi. Cái này thì nó kim loại ha, rất là dễ sử dụng và dễ bảo quản luôn. Và bên dưới của cái này là khi mà anh chị xay cà phê nhiều đó thì mình có thể sử dụng cái này làm cái đồ để đựng luôn. Tại vì nó có cái ron chỗ này nó kín lắm luôn anh chị ha. Cái này độ mới cũng khoảng 85% và còn rất là sáng. Mình về mình vệ sinh sơ những cái vết dính dính trên này là ok. Hàng có qua sử dụng nhưng mà còn mới anh chị. Nhìn nó cũng khá là lạ hơn so với những cái sản phẩm khác. Size là được khoảng 16-17 nè. Cái đường kính thì được là 9 cm. Cái này được sản xuất tại Hàn Quốc, tại Đài Loan anh chị ơi, Made in Taiwan nè. Chữ Nhật này kia ha, và được sản xuất tại Đài Loan đây. Rồi, khi mình xay xong nè, mình bỏ cà phê vô đây. Mình bỏ cà phê vô đây, mình xay xong phải không? Thì mình sẽ mở bằng cái bên đây, cái chốt nằm đây. Rồi mở ra, ở bên trong này đựng được rất là nhiều luôn. Và mình có thể ứng dụng để mình làm một cái, để mình trữ cà phê xay xong rồi luôn. Rồi trên đây có cái ron rất là kín anh chị ha, mình yên tâm nó không có bị bay hơi. Cái này thì em cũng khuyến mãi cho mình luôn. Cái này em đang bán là 750 và khuyến mãi cho anh chị còn 600. Anh chị chốt giúp em mã là cối xay cà phê mã 26, giá 600.000 cho cái cối này. 600.000 là cái cối bằng kim loại này anh chị ha, 600. Rồi, đó là ba cái cối xay cà phê mà em muốn giới thiệu với anh chị video này. Tiếp theo là một vài cái sản phẩm túi xách nữa là em sẽ up video anh chị ha. Hàng mới chưa có về cho nên là em cũng đang giới thiệu những cái hàng còn lại ở đây thôi. Và đa phần cũng là hàng đẹp thôi anh chị, tất cả đều là hàng đẹp ha. Lâu lâu thì em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi, những cái video khuyến mãi, những cái món hàng giá rẻ. Chứ không có nghĩa là món hàng nào em cũng khuyến mãi đâu anh chị. Không có phải món hàng nào em cũng giảm giá này kia đâu. Cho nên là khi mà anh chị xem video của em thì mình nghe cái giá trên video giúp em và không cần phải trả giá thêm. Tại vì em cũng không có giảm thêm anh chị ha. Em có một cái túi này là da bò dập vân cá sấu, rất là đẹp luôn. Nhà màu đen, form là form Kelly nhưng mà cái dáng nó to cho các chị mình có thể xách đi công sở rất là vừa ha. Size ngang đáy là được 35 nè, size ngang miệng là được 28. Chiều cao lên là được 24 và cái độ dày đáy là 9 cm. Cái này thì độ mới nó rơi vào khoảng được 85%, tức nghĩa là cũng là hàng qua sử dụng. Vân cá sấu nhưng mà nó là dập vân thôi ha, không phải da cá sấu thật, nó là da bò dán xách tay thôi, không có dây đeo. Rồi ở bên trong thì là lót da phun sơn nhưng mà nó cũng rất là khô ráo, không có vấn đề gì hết. Cái này thì ở trên cái nắp này nè, nó có hai cái vết răng do người ta làm cái nắp đậy cho nó vuông á, thì khi mình ta xếp á, thì nó có hai cái vết răng ở trên này, đây răng đó với răng bên đây, đây răng nhiều hơn nè. Đó. Cái này thì em bán cho mình với giá là 450. Anh chị cháu giùm em mã là túi công sở vân cá sấu giá 450 cho cái túi này, hoặc là mình cứ chụp màn hình giùm em là ok anh chị ha. 450 cho cái túi vân cá sấu. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi này của thương hiệu Ungaro. Ungaro da bò. Ungaro là thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp anh chị. Cái này là do nó chói đèn, anh chị sẽ thấy mấy cái vết chá chá ha. Nhưng bên ngoài thì nó sẽ là màu xanh đen chứ cũng không phải là màu đen tuyền nữa. Nó là màu xanh đen. Kích thước bề ngang đáy là được 28 nè, ngang miệng là được 25, cao lên là được 20 và cái độ dày của nó là 8.5 cm. Độ mới còn rất là cao nhưng mà mất dây đeo,
Đó. Cái khóa này rất là mới luôn, trên đây người ta dập in ra rồ ha, đẹp cực kỳ. Đó. Đây nè anh chị, rất đẹp luôn như vậy nha. Da bò người ta làm cái vân tâm đẹp lắm, và nó khoảng 10% màu xanh, còn lại 90% là màu đen đó. Và trên cái da này nè, người ta cũng dập cái chữ in ra rồ dài dài trên đây luôn. Nhưng mình nhìn kỹ vô là mình biết mình đang xài cái hàng xịn rồi. Đó. Ứng form như vậy anh chị ha, phía sau lưng có ngăn. À, bên trong là lót phun sơn. Đấy, nhưng mà cái phần quai đó, người ta sẽ giấu cái phần móc quai, người ta giấu bên trong, cho nên mình nhìn bên ngoài nó giống như một cái túi xách thôi, nó không có bị mất quai anh chị ha. Nhưng mà thực tế là cái quai người ta sẽ gắn vô trong hai cái này nè, nhưng mà hiện tại thì mất rồi, cho nên là em chỉ bán như một túi xách tay thôi. Ở trong thì có cái tag in Garo Paris, có hai ba ngăn như này ha, hai ngăn, rồi có ngăn khóa kéo nhỏ luôn đó. Độ mới rất là cao cho một cái thương hiệu lớn của Pháp anh chị nha. Cái này thì giá của nó là 750 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là túi Angaro của Pháp, giá 750. Cái này á, có chị hỏi em là có chỗ móc dây không, thì cái dây dạng móc như vậy nha anh chị. Nếu mà anh chị mua cái dây xích về mình móc vô thì nó sẽ bị cộm cộm, nó không được đẹp ha, nó không phải là cái đồ móc xích. Mà cái này là người ta sẽ làm cái dây xong rồi cái dây nó bấm lại chính giữa anh chị ha, cái loại đó đó. Mình có thể ra tiệm để người ta xử lý cho mình cái dây, còn không thì mình cứ xách thôi. 750 cho cái túi này, quá trời đẹp, xách rất là sang luôn, mình đi tiệc cũng được hoặc là đi làm công sở cũng được. À, tiếp theo thì em sẽ có một cái túi foam dán Hermès ha, da đà điểu phối với lại vải bố. Cái này nó rất là cá tính, cho chị nào thích cá tính, thích hầm hố và độc lạ nữa thì mình lấy cái này. Cái túi nó rất là xịn và cầm nó cực kỳ nặng tay, đầm tay luôn. Chất liệu bên dưới chỗ này là vải bố nè, những cái phần màu nâu là da đà điểu thật. Foam là foam HM đó anh chị, foam Hermès đó. Cái foam này là một trong những cái foam dán túi sang trọng và chị nào cũng thích luôn. Đó, mình đi làm công sở là những cái foam này nó rất là phù hợp luôn. Kích thước của túi này thì nó to nha, túi này là kích thước to. Size đáy là được 33 nè, size miệng nó là được khoảng 30, cao lên là được 27 và cái độ dày của nó là 17 cm. Hàng này là hàng có hiệu, hiệu của nó là hiệu Kian Ben nè. Cái hiệu này, cái này còn rất là mới nha, thậm chí cái siêu của cái chỗ kim loại này người ta cũng chưa tháo ra nữa. Nhưng mà không thấy cái ổ khóa đâu, có thấy chìa khóa thôi nhưng mà mất ổ khóa rồi nha anh chị nha. Mất ổ khóa, chỉ còn chìa khóa và mình gài gài như vậy thôi, nhìn nó cũng đẹp. Đây là mặt trước nè, mặt bên thì da đà điểu ha, mặt sau là cũng phối y chang như mặt trước luôn. Cái đáy, trời ơi, đẹp xuất sắc lắm nha anh chị. Và nó cực kỳ đầm tay, bên trong thì là lót gì để em coi lại cho quên rồi. Hình như là lót da. Đó, bên trong có tác hiệu luôn nè, có chứng nhận cái phần da này là da thật luôn. Từng khoen khóa là người ta dập hiệu luôn á anh chị. Rất là đẹp ha, bên trong là lót phun sơn, có vài cái vết nó bị trầy nhưng mà phun sơn khô cho nên là mình yên tâm, nó không có bị dính đồ ha, nó có trầy một hai vết nhưng không có đáng kể. Rồi, cái này thì giá đang khuyến mãi còn 950, anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu phối vải, giá 950 cho cái túi này. Xách đi làm là cực kỳ sang luôn. Rồi, nếu mà cái foam Hermès đó thì em còn một cái mẫu này là full da bò. Full da bò còn ổ còn chìa màu vàng. Cái màu vàng này lên mỗi lần quay video thì nó sẽ bị chá, thì cái màu nó đầm như vậy nè anh chị ha. À, tại vì do đèn thôi cho nó bị chá cái màu ha. Foam này thì nó cũng tương tự với cái foam lúc nãy, cũng là xách tay thôi. Độ mới rất là cao và nó full da bò hết luôn, còn ổ còn chìa đầy đủ. Cái size này nó cũng vừa để mà mình xách đi công sở sang trọng nè. Size ngang là được 35, ngang miệng là khoảng 33, cao lên là khoảng 26 và cái độ dày của nó là 16 cm. Đó. Cái này thì em đang khuyến mãi là còn 1,5 triệu. Anh chị nào thích thì mình chốt giùm em mã là túi da màu vàng, giá 1,500. Đấy, chất da lên chị, đẹp xuất sắc lắm. Cái này mình có thể mua làm quà tặng được luôn, rất là đẹp. Rồi, 1,500. Và cái dáng này thì người ta chỉ xách tay thôi, không có dây đeo nha. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi da kỳ nhông kỳ đà, da thật á, màu đỏ hồng. Màu đỏ hồng nha, chứ không phải mình đỏ đâu, không phải đỏ đô hay là đỏ hay là màu hồng khó xài đâu, màu đỏ hồng cực kỳ sang luôn. Giống những cái màu son môi mà các chị các cô mình hay hay thích sử dụng á. Dán xách tay như vậy nha, foam xách như vậy thì khoảng ngoài 45 mình xài mẫu này thì nó mới hợp. Còn trẻ hơn thì nhiều khi mình xài da độc lạ hoặc là mình xài những cái mẫu túi như vậy thì nó hơi cứng ha. Khoảng ngoài 45 trở đi thì mình xài những cái này thì nó rất là đẹp sang. Kích thước của túi thì được đó là 25, cao lên là được 20 và cái độ dày của nó sẽ được đó là
9 cm, dáng thì mình xách tay thôi, độ mới là phải được 90% cộng luôn. Góc cạnh thì rất là đẹp. Trên da thì cái đặc trưng của da này nó có một số cái chỗ nó đậm màu hơn ta một chút, chứ không phải là bị cũ anh chị nha. Độ mới rất cao. Trên cái quai thì nó có một vài cái viên nó đậm hơn ta nè, đó. Mình không đáng kể đâu, mình nhìn sơ mình cũng không có thấy đâu anh chị. Rồi, bật ra thì bên trong là lót vải như vậy ha, có một cái cớp nhỏ. Bên trong cũng là cái cớp lót vải luôn. Cái này thì giá của nó là 1350, anh chị chốt giùm em mã là túi da kỳ nhông màu đỏ hồng, giá 1350 cho cái túi này. Da kỳ nhông kỳ đà. Tiếp theo là cái cớp da rùa. Cớp da rùa này các anh các chú mình có thể mua tặng, mình có thể mua tặng bà, tặng mẹ, tặng gì cũng được, tại vì thứ nhất là cái này nó lớn tuổi, thứ hai nữa là cái ý nghĩa phong thủy của cái loại da rùa biển này thì là những cái lời chúc sức khỏe, bình an đồ này kia anh chị ha, thì thích hợp cho mình tặng cho những người lớn tuổi trong gia đình của mình. Túi này thì độ mới nó rơi vào khoảng 90%, nó không còn cái hộp nha anh chị. Có thể là có trưng bày rồi hoặc là có sử dụng một hai lần rồi chứ không phải là mới ken ha. Màu là màu nâu đậm rất là đẹp như vậy luôn. Đây, cái này là cái vân da rùa đó. Rồi. Đây ha, cái cớp sách rất là dễ thương luôn cho các cô, các gì hay gì đó. Thì mình có thể mặc áo dài hay là mình mặc đồ tay, đồ cũng được, phù hợp hết anh chị ha. Kích thước về ngang là được 2, này, từ đây qua đây là được khoảng 21 nè. Cái đáy là khoảng 23, cao lên là khoảng 16 cm. Miệng cớp nha, cái phần kim loại này người ta làm màu chì á, chứ không phải nó bị oxy hóa đâu ha, cái màu nó đậm như vậy. Rồi mở cái cớp ra thì ở trong là lót vải. Đó, cái này nó có một cái điểm trừ ở chỗ cái quai nè. Cái quai trên đây nó có một cái vết hơi cấn nhẹ trên cái quai. Và nó giống với lại da cá sấu vậy đó anh chị. Thì nó sẽ hơi bị giòn ha. Đó, mình cấn nhẹ chút xíu chỗ này thôi. Đây, chỗ này nè. Đó. Rồi, cái này em đang bán với giá là 2,2 triệu. Và khuyến mãi cho anh chị còn 2 triệu tròn ha. Anh chị chốt giùm em mã là cớp da rùa. Giá là 2 triệu cho cái cớp này. Rất đẹp. Và rất là sang và rất là có ý nghĩa. Tiếp theo là một cái túi da bò. Da bò đen. À, túi này rất là đẹp luôn, nhưng mà nó có cái tag là Made in China. Và chắc vì vậy cho nên là các anh, các chị mình hơi ngại để mua. Nhưng mà nó cực kỳ đẹp và da rất là xịn ha. Mình có thể xách như vậy nè, phơm hến. Mình có thể xách như vậy hoặc là gắn dây vô để mình đeo. Và em thấy xách như vậy nó sang lắm luôn, màu nâu đậm. Độ mới là trên 94-95%, rất là mới. Một vài chỗ này nó có hơi sờn sờn nhẹ là do có thể trưng bày hoặc là do vận chuyển thôi. Chứ độ mới rất là cao. Size ngang đá là được khoảng 30, ngang miệng là khoảng cũng vậy luôn. Chiều cao lên là 23 và cái độ dày nó là 10 cm. Một số cái vết xước sát rất là nhỏ như vậy nè chị, rất nhỏ thôi. Tổng thể thì rất đẹp luôn nè. Cái này mình xách đi làm thì còn gì bằng anh chị ha. Ở chỗ này là da, từng miếng da người ta đan lại với nhau chứ không có phải dập vân đan đâu nha. Đan thật luôn. Đó, mặt trước mặt sau đều đan hết luôn. Dán sách cực kỳ đẹp, khoen khóa còn vàng. Cái này thì em cũng có đan khuyến mãi. Có dây đeo nữa. Đấy, dây theo túi nè, bên trong là lót da. Rồi, có cái tag là Made in China ha, không có hiệu. Và đang khuyến mãi cho anh chị còn là 850. Anh chị chốt giùm em mã là túi da đen, giá 850. 850 cho cái túi này, đẹp lắm, xuất sắc lắm. Anh chị nhìn cái phần đen nè. Và cái màu nó cũng rất là nghệ thuật ha. Quá trời đẹp. 850 thôi cho cái túi này. Đẹp lắm. Tiếp theo thì em sẽ có một cái cớp này đang khuyến mãi luôn nè anh chị ơi. Cớp này là cớp người ta ghi là cớp da kỳ nhông kỳ đà đó. Kỳ đà, con kỳ đà rồng đất đó, hoặc là kỳ đà gai đó. Đó. Và em cũng chỉ báo nó là da thật thôi, da con thú lạ thôi anh chị ha. Tại vì nó không có cái, nó có cái chứng nhận bên trong nhưng mà cái chứng nhận nó bị mờ rồi cho nên là em không có dịch ra được. Nhưng mà cái da này thì không phải da bò. Đó, và nó là da thật nha anh chị nha. Cho nên là em khuyến mãi rẻ luôn cho mình. Đó. Có chỗ thì người ta nói cái này là rồng đất, có chỗ thì người ta nói là kỳ đà gai. Cái vân nó cũng lạ quá anh chị ha. Cái con này chắc nó bự á, nên cái vảy nó to như vậy nè. Rồi, màu vàng nha, màu vàng nâu vàng. Size ngang đáy là được 26 nè, ngang miệng là được 23, cao lên là được 17 và cái độ dày của nó là 8 cm, phom cớp xách tay. Nhưng mà cái này không mới đâu, độ mới khoảng 80% thôi. Góc cạnh thì có sờn đây. Có những vết sờn ha. Hai bên này thì cái da nó mỏng hơn nè, cho nên là anh chị nhìn thấy nó có mỏng hơn người ta ha. Hai cái bên là có mỏng,
rồi cái ngăn này thì nó dày, có thể là bên trong người ta có một cái lớp đệm bên trong đó. Rồi mấy cái chỗ khoan kim loại này thì người ta khắc rất là tỉ mỉ, nhưng mà nó cũng có độ cũ anh chị ha, tổng thể độ mới khoảng 80% thôi. Cái quai thì nó cũng có sờn luôn, đây cái quai sờn đây, nhưng mà mình vẫn xài vô tư bình thường, bên trong là lót vải luôn. Có một cái cốp nhỏ nữa, nó túi nhỏ, trong đây thì người ta đựng có một cái đồng tiền, thường là cái đồng tiền may mắn bình an gì đó anh chị ha. Có một cốp nhỏ nè, ở trong đây người ta có chứng nhận quá chừng luôn nè, nhưng mà ngay cái chỗ cần thiết nhất thì nó bị mờ cho nên là em không có sạch ra được nha anh chị. Rồi cái này em đang bán với giá là 850 và khuyến mãi cho anh chị là còn 700.000. Anh chị chốt giùm em mã là cốp da màu nâu vàng giá 700 đi, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình ha, giá 700.000 cho cái cốp này là giá khuyến mãi đó. Rồi em có cái túi này, cái này như chưa có giới thiệu luôn đó, túi này là da bò dập vân kỳ nhông màu đen. Form này thì nó trẻ hơn mấy cái form nãy giờ, và mình có thể tăng cái dây dài lên vậy để mình đeo vai dài nè, hoặc là các chị mình ngắn cái dây lại, thâu ngắn cái dây lại để mình xách tay hoặc là đeo vai ngắn giùm em ha, như vậy đó. Màu đen nha anh chị nha, dập vân kỳ nhông màu đen, khoen khóa thì còn vàng này. Này độ mới khoảng 85% ha, có những cái xước sát trên da. Nhưng mà còn đẹp nha, cái form này cũng đẹp, màu sắc cũng dễ xài. Size ngang là 27 nè, cao lên là được khoảng 19 và cái độ dày của nó là được 6 cm. Rồi mở ra thì ở bên trong là lót da, có một cái gương nè, có một cái gương kèm theo. Hàng của Tokyo quá anh chị. Cái gương này không biết là zin theo túi không, tại cái da chỗ này nó khác ha, em cũng có để trong đây cho anh chị luôn. Cái gương là của Tokyo, có thể là cái chủ cũ người ta bỏ thêm vô cũng không chừng. Rồi trong đây thì là lót da, có hai ngăn hai bên này nữa nè, có ngăn hai ngăn này và có một cái ngăn này nữa anh chị ha. Rồi mặt bên đây, đấy đây. Rồi, da dập vân, cái này em bán cho mình với giá là 750, anh chị chốt giùm em mã là túi da dập vân kỳ nhông đen, giá 750 cho cái túi này. Cái này thì độ mới cũng có qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp, khoen khóa còn đẹp, cứng cáp, xịn sò, thích hợp để mình sử dụng anh chị ha, ống lưỡng luôn. 750 cho cái túi này, đây khoen khóa này còn sáng bóng, 750. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi hình con sò này khuyến mãi cho anh chị luôn nè, túi hình con sò của thương hiệu Cách Lót Phan Chi, còn cả túi vải luôn. Túi này thì hôm trước có khách dặn rồi em chừa hoài, tới nay em lấy ra luôn, em bán luôn, tại vì khách dặn lâu quá nhưng mà không có lấy á, cho nên là em bán lại luôn anh chị ha. Anh chị nào hôm giờ đang thích cái này thì em đang có khuyến mãi đây. Đây là một cái cốp nhỏ xinh để cho các chị mình đi tiệc nha, và cái chất liệu dưới này thì có nghĩa là có thể là nó nhựa anh chị, rồi người ta phủ một cái lớp sơn lên, sơn màu bạc lên, rồi phần viền này là kim loại vàng, mạ vàng anh chị, mạ màu vàng ha. Độ mới khoảng trên 90%, do người ta để lâu có trưng bày thì cái phần kim loại nó có hơi oxy hóa thôi, chứ độ mới cái này thì còn rất là ổn nha, còn cả túi vải bên ngoài luôn. Và cái form cốp nhỏ như vậy nè, các chị mình có thể xách làm duyên nhỏ xinh như vậy khi mà mình mặc đầm hay áo dài gì đó, hoặc là mình lấy cái dây ra mình đeo. Đấy, mở cái cốp ra, ở bên trong lót vải cực kỳ xịn luôn, lót nhìn tiểu thư và kiểu nó hoài cổ dữ lắm luôn. Ở trong có ghi cái hiệu là cái hiệu, xong rồi ghi là Made in Italy ha. Dây là dây đeo chéo hoặc là đeo vai như vậy, hoặc là các chị mình có thể thâu là mình chập đôi là mình xách tay, xách như vậy nó cũng rất là sang để mình phối đồ. Cái dây thì nó cũng có vài chỗ nó bị oxy hóa, bị ra ten như vậy nè anh chị. Đó. Cái này thì anh nào mình có những cái dung dịch xử lý gì đó thì mình xử lý hoặc là mình đánh lại nha. Đó. Nhỏ xíu thôi nha, này không có vừa điện thoại đâu anh chị, để mình xách theo như một cái lớp làm duyên khi mà mình đi tiệc thôi. Ra cái bụng nó là được khoảng 15 đó, cái miệng là khoảng 12, 11 gì thôi à, không có vừa điện thoại đâu. Nhưng chiều cao là được 12. Cái này thì em khuyến mãi cho anh chị còn là 600.000, anh chị chốt giùm em mã là túi con sò nha, giá 600. Nghe con sò cái thấy nó bớt sang liền ha, hoặc mình nói là túi hình ngọc trai hay gì anh chị ha. Là túi con sò, giá là 600.000 cho cái túi này, là túi này đang khuyến mãi đó. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi, cái túi này có một cái túi công sở, cái này là dập vân anh chị ha, dập vân cá sấu, mà nó cũng không phải da thật luôn nữa, giống như là da tổng hợp dập vân cá sấu vậy đó, nhưng mà nó mới ken ha, nó mất dây đeo rồi. Form này là form đi làm công sở, đựng vừa giấy A4 ngang nè,
Rồi đẹp nha chị nha, nhìn sơ mình tưởng da cá sấu bóng kính không, nhưng không phải, nó là da tổng hợp thôi, cũng không phải là da thật luôn nè, da tổng hợp và phân cá sấu. Mất dây đeo mới ken, size ngang là 35 nè, ngang miệng là khoảng 33, cao lên là khoảng 24 và cái độ dày của nó là 13 cm. Khoen khóa thì còn vàng ha, cái này thì để trang trí thôi, tại vì mình mở khóa trên này. Phơm thì tựa tựa HM ha, nhưng mà trang trí thôi, mở khóa là mở khóa kéo. Ở trong lót vải rất là nhiều ngăn luôn, cực kỳ nhiều ngăn. Đây có chỗ móc dây ha, các chị mình có thể lấy cái dây khác mình gắn vô mình xài, không thôi là mình xách tay giùm em thôi, nó cũng sang nữa. Để giấy tờ tài liệu đi làm vô tư, các cô mình đi dạy rồi là mình xách cái túi này cực kỳ đẹp luôn á, góc cạnh còn mới đẹp nhưng mà không phải da thật nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 450, anh chị chốt giùm em mã là túi vân cá sấu đen giá 450 cho cái túi này. Cái túi hồi ban đầu nó là vân cá sấu nhưng mà nó là da thật nha. Cái này cũng 450 nhưng mà độ mới nó không cao bằng cái này đó. Còn cái này thì độ mới rất là cao và nhìn nó cũng rất là thời trang, giá nó cũng 450 luôn nhưng mà nó da tổng hợp. Mình chụp giùm em màn hình hoặc là mình diễn giải giùm em ha. Này da tổng hợp 450, còn kia da thật cũng 450 luôn. Rồi khác nhau ở cái độ mới. Rồi em có một cái túi này thì là da da cá mập. Này thì nó móc dây nhưng mà độ mới nó rất là cao, móc dây đeo. Anh nào mình có biết xử lý làm dây á, thì mình có thể mua về để mình làm thêm cái dây cho các chị ha. Còn cái phần dây á, thì là dạng người ta bấm nút như vậy nè, cho nên là các chị mình mua cái sợi dây khác, sợi dây xích khác thì thường người ta có cái đồ cái khoen để mình gài đó, thì nó không có phù hợp, tại cái loại này là bấm nút nha. Đấy, bấm nút như vậy anh chị ha. Và mình phải ra tiệm mình nhờ người ta làm thì nó sẽ phù hợp và nó mình xài lâu bền hơn. Size ngang đáy là được 28 nè, ngang miệng là được 24, cao lên là được 19 và cái độ dày của nó là 7 cm. Đây khoen khóa thì trắng như vậy nha. Đấy góc cạnh đây, cái này thì dính bụi thôi, cái này trước khi về đi thì em sẽ vệ sinh sơ dùm cho mình anh chị ha. Ở phía sau lưng này thì có mấy cái thẻ tác đồ của sản phẩm nè. Đây đó, cái này thì bên trong lót gì đây, để em coi bên trong lót cái gì. Bên trong là lót nhung, mất cái dây thôi, tiếc. Đây ở đây có sổ ZRA nữa nè, mất cái dây ha. Cái này em đang bán với giá là 1,3 triệu đó, và khuyến mãi cho anh chị còn 1 triệu ha. Mình lấy 300.000 đó mình đi làm cái dây anh chị ha, giá 1 triệu. Anh chị chốt giùm em mã là túi da cá mập giá 1 triệu tròn anh chị nha, cho cái túi này. Rồi một vài cái sản phẩm cho hôm nay như vậy thôi, và sẽ kết thúc video hôm nay anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi kênh, và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa anh chị nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.